Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vượt 60.000 ca nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra biện pháp mạnh. Bộ Y tế thông tin về 154 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 7. Cần Thơ đề xuất cách ly xã hội đến ngày 15 tháng 8. Ca COVID-19 ở Malaysia, Thái Lan đồng loạt tăng sốc. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, dịch vẫn phức tạp sau 17 ngày giãn cách xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu người dân không ra ngoài sau 18 giờ, tạm dừng tất cả hoạt động, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh. Đến tối hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát cách đây gần 3 tháng. Riêng những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, thành phố đã ghi nhận 46.892 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày phát hiện 2.931 ca bệnh, phần lớn tại khu phong tỏa, khu cách ly. Tình hình diễn biến của dịch bệnh rất phức tạp, khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm giãn cách từ chính người dân và kiểm soát của cơ quan chức năng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nói tại hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 25 tháng 7. Để siết chặt giãn cách, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu từ hôm nay, mọi người dân phải thực hiện nghiêm người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, không được ra khỏi nhà sau 18 giờ, trừ các trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh. Lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương phải tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 và phải kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sẽ xử lý thật nghiêm trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu có thái độ thờ ơ, buông lỏng lãnh đạo, chậm giải quyết phản ánh của người dân dẫn đến dịch lây lan tại nơi mình quản lý. Đến tối ngày 4 tháng 7, có hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời hiệu triệu từ Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn. Trong số người đăng ký tình nguyện có gần 300 bác sĩ, 200 dược sĩ, gần 700 người công tác trong các ngành nghề khác. Độ tuổi tình nguyện viên đa dạng, gồm 47 người dưới 20 tuổi, 1.197 người từ 25 đến 50 tuổi, 94 người trên 50 tuổi. Họ chủ yếu sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, một số ít ở khu vực ngoại thành. Dự kiến hôm nay, Sở Y tế thành phố sẽ phân bổ tình nguyện viên đến các cơ sở điều trị và quận huyện có nhu cầu về nhân lực phòng chống dịch. Bình Dương, vùng dịch lớn thứ hai ở phía Nam hôm qua, cũng ghi nhận 1.249 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên hơn 8.000 ca. Địa phương này đang thiết lập bệnh viện dã chiến với quy mô 6.000 giường trên 30.000 m2, nhà xưởng trong khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát để làm nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19. Ông Dương Chí Nam, Cục Phó Cục Quản lý Môi trường Y tế, đánh giá đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đây sẽ là bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương, trong đó có 200-300 giường hỗ trợ máy thở, với 250 người gồm y bác sĩ và đội ngũ hỗ trợ hậu cần. Bệnh viện dã chiến này sẽ là nơi điều trị tầng 2, tức thu dung các bệnh nhân trung bình và nặng. Trường hợp rất nặng sẽ được chuyển sang bệnh viện dã chiến Bicamex Bình Dương, ông Nam nói. Trong khi đó, thành phố Hà Nội đã bước sang ngày thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Hiện thủ đô đã ghi nhận 903 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Tối qua, chính quyền thành phố đã cách ly bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với nCoV, gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, 1 người nhà bệnh nhân tại khoa nội 3. Hiện các ca này chưa rõ nguồn lây. Trong ngày thứ 2 giãn cách, tình trạng ùn tắc kéo dài ở chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô đã không còn. Hầu hết các xe qua chốt đều chở hàng thiết yếu. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới ùn ứ ở các chốt kiểm soát của Hà Nội trong ngày hôm qua do thành phố ra chỉ thị lúc nửa đêm, thực hiện ngay khi trời sáng, khiến cho hầu hết tài xế không kịp trở tay. Tại Đà Nẵng, từ ngày 4 tháng 5 đến nay, Bộ Y tế công bố có 627 ca mắc COVID-19. Địa phương này hôm qua đã ghi nhận thêm 26 ca dương tính với nCoV, trong đó có 4 người kinh doanh cá tại cảng Thọ Quang. Vì vậy, chính quyền Đà Nẵng đã quyết định đóng cửa cảng cá này một tuần để phòng chống dịch.
Đây là cảng cá lớn nhất và là điểm trung chuyển hải sản khơi xa của hầu hết ngư dân miền Trung. Hải sản khi về bờ sẽ được tiểu thương bình quân 1.000 người từ nhiều nơi đến mua bán và vận chuyển về các địa phương. Trong ngày 25 tháng 7, cả nước đã ghi nhận 7.525 ca nhiễm, giảm 1.700 ca so với ngày hôm qua. Tại 36 tỉnh thành, chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh là 4.555 ca, Bình Dương 1.249, Tây Ninh 313 ca. Trong đó có 6.009 ca được phát hiện ở trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa, giảm 788 ca. Có 1.516 ca đang điều tra dịch tễ, giảm 912 ca. Trong bản tin sáng nay ngày 26 tháng 7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã công bố có 154 ca tử vong, 371 đến 524 từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 7. Trong bản tin sáng nay ngày 26 tháng 7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã công bố có 154 ca tử vong là 371 đến 524. Xin được bổ sung thêm thông tin như sau. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 là 129 ca. Tại Long An từ ngày 21 đến 25 tháng 7 là 7 ca. Đồng Tháp từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 7, 9 ca. Tại Cần Thơ từ ngày 20 đến 23 tháng 7, 2 ca. Tại Khánh Hòa ngày 19 tháng 7, 2 ca. Ninh Thuận ngày 22 tháng 7, 1 ca. Bắc Ninh ngày 22 tháng 7, 1 ca. Trà Vinh ngày 23 tháng 7, 1 ca, Kiên Giang ngày 23 tháng 7, 1 ca và Đồng Nai ngày 23 tháng 7 là 1 ca. Với gần 700 ca sau 18 ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đề xuất thực hiện chỉ thị 16 thêm 2 tuần thay vì kết thúc từ ngày 1 tháng 8. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Cần Thơ cho biết tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến nhanh và phức tạp, nhiều ca F0 mới vẫn còn xuất hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện và chưa rõ nguồn lây. Trong ngày 25 tháng 7, địa phương ghi nhận 150 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 8 tháng 7 đến nay là lên 688 ca. Hơn 2.380 người đang được cách ly tập trung, gần 3.800 trường hợp đang cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Các ổ dịch tại chợ đầu mối Tân An, quận Ninh Kiều, chợ Trà An, quận Bình Thủy và phường Hưng Phú, quận Cái Răng vẫn phát sinh F1. Nhiều ổ dịch mới lây lan rất nhanh như ở xã Thường Xuân, huyện Thới Lai, hẻm Lò Mỗ, quận Ninh Kiều. F0 đã xuất hiện tại một số công ty trong khu công nghiệp ở quận Bình Thủy, Ô Môn. Dự báo là trong thời gian tới, số lượng F0 sẽ tiếp tục tăng. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Cần Thơ đề xuất thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, địa phương có thể áp dụng các biện pháp cao hơn. Thành phố đã kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân tại 4 bệnh viện dã chiến Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Quân Dân Y tại huyện Cờ Đỏ với tổng khả năng tiếp nhận hơn 400 ca COVID-19. Bệnh nhân dã chiến tại Phong Điền với quy mô 150 giường và tại Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt 400 giường cũng chuẩn bị hoạt động. Ngoài ra, các sở ngành liên quan đã phối hợp khảo sát và đề xuất lấy trường chính trị, thành phố để lập bệnh viện dã chiến quy mô 800 giường. Đến nay, thì Cần Thơ đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine COVID-19 cho gần 45.000 người thuộc diện ưu tiên chống dịch, công nhân, người lao động. Trong đó có 6.695 người được tiêm đủ 2 mũi. Cần Thơ áp dụng chỉ thị 16 tại quận Cái Răng, Ninh Kiều từ ngày 12 tháng 7, quận Bình Thủy ngày 14 tháng 7 với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường. 6 quận huyện còn lại thực hiện theo chỉ thị 15. Từ ngày 19 tháng 7, Cần Thơ cùng 18 tỉnh thành phía Nam cùng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 14 ngày. Thành phố Cần Thơ rộng hơn 1.409 km2 với 9 quận, huyện, dân số là hơn 1,2 triệu người. Số ca nhiễm tăng vọt do biến chủng Delta đang khiến hệ thống y tế của Malaysia, Thái Lan chịu sức ép chưa từng có. Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Malaysia hôm nay cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 17.045 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc kể từ khi dịch bùng phát lên hơn 1 triệu ca. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 cao chưa từng có ở Malaysia, là ngày tăng kỷ lục thứ 3 liên tiếp. Trong đó, khu vực Selangor đã ghi nhận nhiều nhất với 8.500 ca, tiếp đến là Kuala Lumpur với hơn 2.000 ca. Malaysia đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
chủ yếu là do sự xuất hiện của biến chủng Delta. Số ca COVID-19 quốc gia này đã tăng hơn 3 lần kể từ tháng 1 đến nay. Mặc dù vậy, chính phủ nước này đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp hạn chế với người đã tiêm chủng COVID-19 đầy đủ, như cho phép ăn uống tại nhà hàng, tham gia các hoạt động thể thao và xã hội. Tính đến ngày 23 tháng 7, Malaysia đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 16% dân số. Khoảng 34,4% dân số đã được tiêm ít nhất một liều. Ngoài ra, giới chức Malaysia cũng đã cân nhắc dỡ bỏ quy định cách ly người nhập cảnh tại các khách sạn hoặc trung tâm cách ly nếu họ đã tiêm chủng đầy đủ. Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết, chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vài tuần tới. Thủ tướng Yassin sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội về việc ứng phó đại dịch khi kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội Malaysia khai mạc vào ngày mai, ngày 26 tháng 7. Trong kỳ họp này, các nhà làm luật của Malaysia sẽ dự kiến thảo luận có ban bố tình trạng khẩn cấp hay không, cũng như các chế tài với người vi phạm quy định phòng chống dịch. Giới chức Thái Lan hôm nay thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm kỷ lục là 15.335 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 497.302 ca. Trong ngày, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 129 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 4.059 ca. Thái Lan đang vật lộn với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng chưa từng có, mặc dù từng được coi là hình mẫu chống dịch trong làn sóng đầu tiên. Giới chức y tế cảnh báo số ca nhiễm tại Thái Lan có thể lên tới 30.000 người trên ngày. Từ ngày 1 tháng 4 đến 21 tháng 7, có hơn 120.000 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Bangkok, chiếm 1/4 trong tổng số 424.269 ca nhiễm được ghi nhận trên cả nước trong thời gian đó. Thủ đô Bangkok gần như phong tỏa hoàn toàn, trong khi bệnh nhân COVID-19 được phát hiện chết ngay trên đường phố. Số ca nhiễm tăng vọt khiến cho hệ thống y tế Thái Lan quá tải. Gần 10 bệnh viện lớn ở Bangkok trong tuần này cho biết họ không thể tiếp nhận thêm bất kỳ bệnh nhân mới nào, ngoại trừ những trường hợp cấp cứu. Ngay cả các bệnh viện dã chiến cũng hoạt động hết công suất. Hiện tại, hệ thống y tế của Thái Lan đang hỗn loạn, rối ren và không thể quản lý được. Mọi người hãy tự chăm sóc bản thân mình. Hiện bệnh viện đang bị đe dọa trên bờ vực sụp đổ. Bệnh viện Đại học Thammasat cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Mặc dù vậy, giới chức y tế cảnh báo kịch bản tồi tệ nhất của làn sóng COVID-19 thứ 3 có thể vẫn chưa xảy ra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.